Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khai thác cái đồng OLX. Đây là một cái đồng coin được phát hành bởi dự án Onnet. Onnet thì nó đã có sàn giao dịch rồi và bây giờ thì họ phát hành thêm cái đồng token này. Dự án này thì chúng ta sẽ khai thác miễn phí ở trên Telegram. Và để tham gia được kèo này thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video. Khi các bạn nhấp vào đường link thì nó sẽ có phần mở đầu và giới thiệu là bot này có thể làm gì này. Kiếm tiền với Onnet tap tap. OLX coin là token được phát hành riêng cho cộng đồng crypto Việt Nam tham gia mini game để sở hữu sớm OLX coin. Farming thu hoạch miễn phí OLX coin sau mỗi chu kỳ 4 giờ nhé. Có nghĩa là con này nó sẽ chia làm phiên khai thác thì 4 giờ nó sẽ kết thúc một phiên này. Thì chúng ta sẽ vào nhấp claim. Giới thiệu bạn bè, các bạn sẽ nhận được hoa hồng là 10% số OLX coin trên mỗi bạn bè giao dịch OLX coin ngay khi niêm yết. OLX coin sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch vào tháng 9/2024. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào bắt đầu để chúng ta khai thác nhé. Các bạn sẽ nhấp vào mục mở app này và nhấp vào chữ bắt đầu. Ở đây sẽ có cái mục chào mừng đến với Onnet tap tap này. Và các bạn sẽ nhấp vào mục là chơi thật vui kiếm thật nhiều này. Nhấp tiếp vào cái mục tap ngay nào. Nhấp tiếp vào Let's Go. Ở trong cái màn hình chính này các bạn sẽ gõ vào đây nhé. Hiện tại thì dự án này nó chỉ cho chúng ta sử dụng một đầu ngón tay thôi nhé, không được sử dụng nhiều ngón để gõ. Khi mà các bạn gõ được nhiều rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào mục nhận này. Đó, và chúng ta sẽ nhấp mục tiếp tục. Và cái số coin mà các bạn khai thác được nó sẽ hiển thị ở trên đầu đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm nhiệm vụ để chúng ta nhận thêm cái phần thưởng này. Các bạn sẽ vào cái mục nhiệm vụ ở dưới này. Ở đây thì hầu hết là những cái nhiệm vụ này là mời bạn bè này. Chúng ta sẽ kéo lên, ở đây sẽ có theo dõi Onnet trên Telegram, sẽ nhận được 10.000 nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục thực hiện này. Và nhấp vào tham gia. Sau đó thì các bạn like thả tim ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mục làm nhiệm vụ. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào mục tải ứng dụng nhé. Các bạn chọn chỉ một lần này. Và nó sẽ đưa các bạn sang bên cái cửa hàng Google Play. Chúng ta sẽ nhấp vào mục cài đặt. Rồi chúng ta quay lại làm nhiệm vụ tiếp này. Sau khi chúng ta tải ứng dụng Onnet rồi, chúng ta sẽ quay trở đây làm nhiệm vụ nhé. Bạn nào chưa có tài khoản thì có thể là đăng ký. Các bạn có thể là nhập mã giới thiệu của mình. Mình có gắn cái link video hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Onnet ở bên dưới. Các bạn sẽ đăng ký theo cái video hướng dẫn đó. Và sau đó thì các bạn sẽ kết nối tài khoản Onnet với lại cái tài khoản DAO này. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái mục này chúng ta sẽ làm sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ dễ trước nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thích Onnet ở trên Facebook này. Các bạn sẽ nhấp vào thực hiện. Và chúng ta chọn là chôm nhé. Ở đây các bạn có thể là truy cập nhóm này. Tham gia nhóm. Ở đây nó có những cái câu hỏi này. Ví dụ bạn chưa biết hoặc là tôi đã biết và đầu tư trong vòng 1 năm vừa qua này. Đó, thì chúng ta sẽ tích vào đây. Sau đó thì nhấp vào gửi này. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái mục làm nhiệm vụ nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tham gia cộng đồng trên Facebook này. Ở đây chúng ta chọn Facebook và chọn chỉ một lần thôi nhé. Ở đây thì mình đã tham gia rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái mục làm nhiệm vụ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi ở trên X này. Các bạn nhấp vào thực hiện. Chúng ta nhấp chỉ một lần. Và các bạn nhấp theo dõi nhé. Rồi chúng ta quay trở lại cái mục nhiệm vụ này. Ở đây có hai cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm xong thì khoảng độ vài phút ý, thì hệ thống nó sẽ duyệt. Chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ nhận ở đây. Để nhận phần thưởng này. Nhận được 10.000 của một cái nhiệm vụ này. Và tiếp theo thì đến cái mục tải ứng dụng này. 10.000 tiếp nhé. Rồi chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ ở bên dưới này. Theo dõi Onnet trên Instagram này. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại nhé.
Tiếp theo thì đánh giá owner trên Google Play. Các bạn sẽ nhấp vào mục thực hiện này. Ở đây các bạn sẽ đánh giá 5 sao nhé. Đó, vào đây thì các bạn có thể là để lại bình luận. Nhấp vào hoàn tất và chúng ta sẽ quay trở lại. Đánh giá trên App Store thì ở đây mình đang dùng máy Android nên mình chỉ đánh giá trên cửa hàng Set Play được thôi. Còn trên ứng dụng App Store này thì bạn nào đang dùng máy iPhone thì có thể đánh giá nhé. Như vậy là mình đã làm xong hết tất cả các nhiệm vụ. Và ở đây thì chúng ta sẽ chờ một lúc cho hệ thống kiểm duyệt. Và sau khi kiểm duyệt xong nó sẽ có cái chữ nhận này. Chúng ta sẽ nhấp vào nhận để nhận phần thưởng nhé. Tài khoản này thì lâu rồi mình không có đăng nhập vào. Và hôm nay mình đăng nhập vào thì nó có tặng cho mình là 50.000 tiền thưởng để trải nghiệm cái dịch vụ của Owners này. Thì ở đây mình sẽ nhấp vào mục nhận nhé. 50.000 tặng này thì nó sẽ cho các bạn trải nghiệm giao dịch future nhé. Ở đây các bạn có thể là nhấp vào tích tôi đã đọc và hiểu rõ những rủi ro và sẵn sàng giao dịch này. Các bạn lưu ý là khi các bạn đăng ký tài khoản ấy thì các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu này của mình vào nhé. Phần thưởng người mới ở đây thì các bạn sẽ được nhận là 270.000 cái đồng VNDC này. Đây là cái đồng coin của sàn. Và khi hoàn thành nhiệm vụ người mới nhé. Đấy, các bạn lưu ý là phải hoàn thành các cái nhiệm vụ mà bên sàn nó yêu cầu nhé. Sau khi mà mình đã đăng nhập được vào tài khoản rồi thì bây giờ mình sẽ sang bên tài khoản đào nhé. Mình vào tiếp nhiệm vụ này. Và mình bắt đầu nhấp vào mục là thực hiện kết nối với tài khoản Owners này. Mình sẽ chọn mở bằng Chrome nhé. Các bạn chờ một lúc để cho hệ thống nó cập nhật nó nát nhé. Ở đây nó sẽ hiển thị lên cái mục kết nối nhé. Kết nối tài khoản Owners với tài khoản đào và sau đó thì nó hiển thị thêm cái mục này. Thì các bạn kéo hết lên chúng ta đọc này. Sau đó chúng ta tích vào cái ô vuông ở bên dưới này. Sau đó nhấp vào mục tôi đồng ý này. Rồi chúng ta sẽ nhấp tiếp vào mục kết nối này. Ở đây thì nó đã hiển thị là kết nối tài khoản thành công, khám phá ngay ứng dụng đầu tư Owners này. Chúng ta nhấp vào xác nhận. Sau khi chúng ta kết nối thành công rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái mục làm nhiệm vụ này. Và ở đây chúng ta sẽ nhận phần thưởng nhé. Những cái nhiệm vụ lúc trước mình đã làm rồi thì khoảng vài phút sau nó hiển thị lên cái chữ nhận này. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để nhận phần thưởng. Như vậy là mình đã nhận đầy đủ phần thưởng làm nhiệm vụ rồi các bạn nhé. Chỉ trừ mỗi cái đánh giá Owners trên App Store này thì mình không có dùng iPhone nên là không có App Store để đánh giá. Thì mình đã đánh giá ở trên CH vừa nay là ok rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái mục tab này. Sau khi làm hết nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được khoảng tầm 30.000 nhé. 30.000 cái đồng OLX này. Thế còn hơn 600 cái đồng này thì là do mình thảo bằng tay nhé. Khi mình có cái đồng Owners này rồi thì chúng ta sẽ vào cái mục farm ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu chu kỳ mới này, mỗi chu kỳ farm kéo dài khoảng 4 tiếng nhé. Khi mà các bạn nhấp vào cái mục farm này thì cái phần thưởng nó sẽ kiếm cho chúng ta, nó khai thác tự động nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta mời bạn bè tham gia. Các bạn sẽ nhấp vào chữ đội ở đây. Và các bạn nhấp vào chữ mời này, mời bạn bè này hoặc là ấn vào cái mũi tên chia sẻ này. Và nó sẽ hiển thị lên danh sách bạn bè ở trên tên này, các bạn sẽ gửi trực tiếp cho bạn bè nhé. Sau khi gửi link cho bạn bè xong, chúng ta có thể là xem thêm cái bảng xếp hạng ở đây nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại đang có 38.748 người bắt đầu tham gia rồi. Và cái con số này thì vẫn còn đang rất là ít nhé. Thường thì những cái dự án mà trên Telegram này thì nó sẽ lên đến hàng triệu người tham gia. Hiện tại thì bây giờ chúng ta là những người đầu tiên tham gia cái dự án này. Và đây là cái cơ hội rất là lớn. Dự án này thì tháng 9 nó sẽ list sàn và nó sẽ mở khóa token 100% cho các bạn được giao dịch nhé. Chứ nó không có khóa. Đây là một dự án rất là tiềm năng mà các bạn không thể bỏ qua. Các bạn xem được video thì hãy tranh thủ chúng ta đăng ký ngay và chúng ta tham gia luôn ngay từ giai đoạn đầu nhé, để kiếm được nhiều cái đồng OLX. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được nhiều cái đồng OLX. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.